Hi, xin chào các bạn nha. Thì bây giờ mình đang đi lên mình sửa lại quần. Quần nó dài quá, giờ mình sẽ lên chợ mình sửa nha. Đây, đây là ngõ chợ này. Giờ mình sẽ kiếm cái chỗ sửa quần. Chú sửa giùm con cái quần nha chú. Cái nó già quá. Nó già quá chú cắt thôi nhé. Quà cỡ chắc là cỡ bao nhiêu nè. Cái gì quá. Dạ dạ. Có gì chú lái giữ cái lè đây cho con nha. Cỡ chưa có không chú? À với cái trường lái lè nha. Dạ dạ khoan. Có hay chưa, qua lại. Vòng là mình thấy có hai chỗ sửa quần áo. Nãy là mình vô ở chú đó làm lâu rồi các bạn ơi, mấy năm trước là mình thấy chú làm đó rồi. Thì sửa lại thôi cũng chắc đơn giản, thì mình nghĩ vô chỗ nào sửa cũng được, không quan trọng. Thì nghe mẹ mình nói là nó rơi khoảng tầm 15 đến 20 nghìn là cao rồi, nó cũng rải không có mát nữa các bạn. Con của mẹ Hồng á, cho chú biết chứ. Dạ. Con mấy bữa cũng có mấy lần con sửa đây mà. Đây. Hay mình đã làm. Rồi, không phải chứ. Rồi, cảm ơn chú. Làm sao chưa? Rồi các bạn, như vậy là vừa rồi, nãy mình quên bấm móc quay mất. Mình quay được một đoạn nè. Nãy mình vào lấy á, là chú lấy 25 nghìn. Chắc là lên giá chứ. Đó, như vậy nha các bạn, thì các like đó không biết có phải ngày Tết lên giá không biết. Hôm đầu mình nghĩ là cỡ 15 đến 20, chú nói 25 nghìn. Mình lên cỡ 2 cm á. Mình các bạn lưu ý á, khi mình vào á các bạn kêu là mình lấy lại giữ cái lay cũ á. Lay cũ nó đẹp hơn, nó chắc hơn chứ các bạn mà làm mà lay mới là nó xấu lắm. Đó, các bạn lưu ý chỗ đó thôi. Rồi như vậy thì mình kết thúc video ở đây nha.